Đêm tháng 11 năm 1996, tại Point Pleasant, Tây Virginia, mang vẻ đẹp trong xanh, sắc nét và đầy tự nhiên. Vẻ đẹp mà chỉ mùa thu ở Appalachia mới có. Những sườn núi xanh thẳm được nhuộm màu rực rỡ khi mùa chuyển mình từ hè sang thu, sắc cam đỏ vàng đặc trưng cũng ngập tràn trong cảnh quan, biến những ngọn đồi rực rỡ tự như hoàng hôn đang buông xuống. Lúc bấy giờ, tuy trăng đã lên, nhưng những sắc màu rực rỡ ấy vẫn ánh lên, nét lấp lánh, nhảy múa trong sắc xanh bằng bạc của bầu trời. Thoát cái, niềm vui của ngày hội Halloween cũng đã qua, để lại những cảm xúc thân thương, ấm cúng của mùa gặt. Ở đó có rượu táo, có ngô chất đầy, có gia đình hạnh phúc, được cùng nhau quây quần bên đống lửa ấm, với chiếc chăn dài trên vai và cốc nước nóng hổi trên tay. Với nhiều người, định nghĩa về lãng mạn chính là Giáng sinh, là ngày lễ tình nhân, hay cũng có khi là ngày xuân hoa nở và làn gió thoảng hương thanh lành qua thị trấn. Nhưng với một cặp đôi nọ, điều lãng mạn đối với họ chính là việc có thể lái xe trên con đường quê quanh co, cùng tình yêu cháy bỏng đang cháy tràn trong tim. Lãng mạn chính là việc họ cảm nhận được đối phương là duy nhất trên thế giới này và mọi khoảnh khắc hiện hữu đều là trọn vẹn. Họ lái xe không mục đích như thế, đơn thuần chỉ để thưởng thức radio và tận hưởng không gian lãng mạn cùng nhau. Tuy nhiên, sau một chặng đường chẳng mấy hay ho, họ quyết định đi xa hơn, ra khỏi thị trấn và tiến về khu vực được gọi là khu vực TNT. Trước kia, khu vực này từng được trưng dụng làm nhà máy sản xuất vũ khí trong Thế chiến thứ hai. Tất nhiên vào lúc này, bên ngoài kia chỉ có sự tồn tại của động vật hoang dã. Thế nhưng cảnh quan nơi đây vô cùng đẹp khi về đêm, và đặc biệt vô cùng riêng tư khi chiếc xe lượn quanh trên một khúc cua qua khóe mắt. Dường như cô gái trông thấy điều gì đó, trái tim cô bất chợt đập loạn nhịp. Những sợ hãi từ thời thơ ấu tưởng đã ngủ quên bỗng chốc ùa về. Ngày còn bé, nỗi sợ khi đi qua những con đường vắng vào ban đêm, ý niệm về hình ảnh quái vật bám đuôi hòng nuốt chửng luôn thường trực trong cô. Cô từng mường tượng về những đôi chân dài nhợt nhạt, những đôi mắt to vô thần chìm khuất giữa ánh trăng và bóng tối, đến nỗi nó ám ảnh cả vào trong những giấc mơ. Cô thấy chúng đuổi kịp xe, thò tay qua cánh cửa sổ và kéo cô vào bóng tối vô tận. Tất nhiên, đó chỉ là những tưởng tượng viển vông của một đứa trẻ. Thế nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, khi nhìn khu rừng âm mưu qua ô cửa xe đang chuyển động, cô cảm thấy nỗi kinh hoàng ngày bé trở về. Nỗi sợ ấy choán lấy, khiến cô không nhận ra cả việc bản thân đang siết chặt lấy bàn tay của bạn trai mình. Cho đến khi anh ấy rút tay ra với vẻ mặt nhăn nhó, "Tha lòng nào, em sẽ bóp nát tay anh mất." Anh ấy bật cười, nhưng một chút lo âu vẫn thoáng qua. "Em không sao chứ?" Nghe vậy, cô gái khẽ gật đầu, bỏ qua những hoang mang kỳ quặc. "Em không sao," cô trả lời, thầm trách bản thân quá ngớ ngẩn vì những tưởng tượng kỳ quặc của mình. Cô đã sống ở Point Pleasant bao lâu nay, còn lạ lẫm gì với động vật hoang dã đâu, vậy nên không có gì phải sợ cả. Thế nhưng, ngay khi cô gái vừa ổn định cảm xúc của mình, thì hình ảnh đó lại xuất hiện, một đôi cánh lớn ẩn mình trong bóng tối, chuyển động chập chờn trong rìa sáng nhập nhọn của đèn pha. Điều đáng sợ là cách nó di chuyển, cách nó lấp lánh trong ánh sáng dường như xuyên qua cả lớp sương mù dày đặc, tựa như những câu chuyện ngày trước mà ông cố vẫn thường hay kể về những sinh vật bí ẩn luôn xuất hiện trên núi, không một ai dám đến gần. Ông cô từng kể về những con sư tử núi có khuôn mặt của một người phụ nữ, hay một con hươu có thể chỉ đứng bằng hai chân sau, những điều kỳ quặc mà cô chưa bao giờ được biết hay thấy trước đó. Thế nhưng cô vẫn hoảng sợ theo bản năng mỗi khi nghĩ về. "Anh thấy nó không?" cô hỏi bạn trai, giọng nói thầm thì vang lên khi cổ họng dường như chặt lại vì sợ hãi. Khi thấy bạn trai lắc đầu, giọng cô bắt đầu gấp gáp hơn. "Thấy gì không anh? Một con nai ở bên ngoài, nó nhào đến xe chúng ta, phá hỏng mọi thứ và bước đi như chưa hề bị va chạm gì." "Em mặt khác." "Không, nó không phải nai." Cô chợt phủ nhận suy đoán của mình. "Ôi quên đi, thật là ngớ ngẩn mà." Sự hoảng loạn trong giọng nói của cô khiến chàng trai lo lắng. Anh cho xe dừng lại bên đường rồi quay sang. "Nhìn anh này, sao em lại hoảng sợ như thế?" Anh đặt tay lên vai cô, siết chặt đầy an ủi. "Em nghĩ mình đã nhìn thấy cái gì đó." Cô thở dài, tựa như cảm thấy vô lý bởi những điều mình đang nói. "Không sao, những con vật đều ở ngoài kia. Và quan trọng hơn là chúng nên sợ chúng ta, chứ không phải chúng ta sợ chúng." Chàng trai trấn an cô. Cô gái cau mày khi nghe bạn trai nói, đoạn khẽ lắc đầu. "Không, em biết đó là gì. Nó không phải là một con vật như anh nghĩ đâu. Em không nhìn thấy nó, nhưng em biết cảm giác khủng khiếp này. Tất cả những sợi lông trên người em đều dựng lên vì sợ hãi. Và dù em có nhìn thấy nó đi chăng nữa, em cũng không thể giải thích nổi. Chỉ là em thấy có điều gì đó không ổn. Chúng không cho chúng ta ở đây." Cô úp mặt vào tay mình, loay hoay tìm cách diễn đạt cho trôi chảy. Chàng trai nhẹ xoa lưng cô, không biết nên làm gì hay nói gì nữa.
Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu, rồi đôi khi cô ổn hơn. Về nhà nhá, chàng trai hỏi. Cô khẽ gật đầu đầy yếu ớt. Em xin lỗi, em biết anh muốn lái xe thêm một lúc nữa. Dù sao đây cũng là chiếc xe mới. Nghe thế chàng trai ngắt lời cô. Anh chỉ vui khi em cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Đừng nghĩ nữa, giờ chúng ta sẽ đến quán ăn, chọn chiếc bánh mì kẹp thịt và xem họ còn bánh anh đào nào không nhá. Được không? Ý hay đấy, cô đồng ý. Ngay khi chàng trai vừa khởi động xe và định lái thì bất ngờ một vật gì đó chuyển động vụt qua ánh sáng đèn xe. Lần này cả hai đều nhìn thấy nó khi nó dừng lại ngay trước đèn xe. Cả hai đều há hốc mồm đến nỗi không nói lên lời. Ngay kia là một sinh vật gì đó với kích thước của một người đàn ông trưởng thành. Đôi sải cánh của nó dài khoảng 3 mét, kiểu mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây. Nó là một sinh vật khổng lồ màu xám đen. Mặt của nó nhòe đi bởi ánh sáng đèn, thế nhưng xuyên thấu qua tất cả là một đôi mắt đỏ rực. Chẳng để hai người kịp định thần, nhưng lấy như cách nó xuất hiện, sau một cái vỗ cánh, nó lại biến mất. Hai người nhìn nhau, một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, và dường như họ có thể cảm thấy được biểu cảm khiếp sợ của mình trên gương mặt đối phương. Họ không nói, nhưng ánh mắt nhìn có thể đọc thấu được nhau. Phải chăng em, anh đã thấy điều đó? Trong trạng thái hẳn còn sốc với những gì đã thấy, chàng trai run rẩy khởi động lại xe. Họ phải nhanh chóng quay lại, nhanh chóng về thị trấn, báo cảnh sát. Nhưng họ sẽ khai báo những gì? Rằng họ nhìn thấy một con quái vật như vậy, một sinh vật mình người, nhưng biết bay, cùng đôi mắt phát sáng. Liệu ai tin đây? Đột nhiên cô gái cất giọng, và vỡ bờ không khí căng thẳng trong xe. Đằng sau chúng ta kìa, cô ấy thét lên. Người đàn ông nhìn vào gương chiếu hậu và phát hiện những ánh đỏ tựa như đèn pha đang đuổi theo. Sinh vật kỳ quái khổng lồ đó đang bám theo họ. Chiếc xe lao đi, và dù có rẽ sang hướng nào thì sinh vật kia cũng bám đuôi không rời. Chiếc xe tăng tốc, nó sẽ đập cánh để đuổi theo. Nhưng ngoại trừ việc đuổi theo như thế, nó không có bất cứ hành động nào khác. Không cố gắng bám lấy hay phá vỡ cửa kính xe. Nó chỉ bám theo và nhìn họ với ánh mắt tò mò. Rồi nó lại biến mất như chưa từng tồn tại và bám theo suốt chặng đường dài. Lúc bấy giờ, con đường vắng chỉ còn lại họ. Cảm giác ớn lạnh ban nãy cũng tan biến. Họ biết rằng nó đã trở về nơi ban đầu. Họ đến đồn cảnh sát ngay khi về đến thị trấn. Họ tường thuật ngay tất cả những gì họ thấy. Họ trải qua cùng như viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Và tất nhiên, anh ta hoài nghi về tất cả. Nhưng anh ta hoàn toàn có thể chắc chắn một điều rằng hai đứa trẻ này đã thật sự bị hoảng sợ bởi những điều đã trông thấy. Tuy nhiên, anh ta vẫn lựa chọn không tin. Và để khiến bầu không khí bớt căng thẳng, anh ta bắt đầu kể về những loài chim hoang dã lớn, những sinh vật kỳ lạ và nhấn mạnh rằng mắt của động vật có thể phản chiếu ánh sáng. Sau hàng loạt những giải thích và nhận ra rằng câu chuyện của mình không hề được tin cậy, cặp đôi lựa chọn ra về. Nhưng đêm nay, họ không thể ngủ vì tất cả những gì đã diễn ra trong tâm trí của cả hai lúc này là những hình ảnh đã nhìn thấy về hình dáng khổng lồ đó, về cách nó hạ cánh trước đầu xe họ và nhìn chăm chăm bằng đôi mắt ánh đỏ. Sải cánh đáng kinh ngạc, tốc độ khủng khiếp cùng sự hứng thú lạ kỳ của nó khiến họ mãi băn khoăn. Liệu nó đang muốn gì? Nó sẽ trở lại chăng? Khi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, thì tâm trí họ mãi mãi cứ lặp lại những sự kiện đã xuất hiện như thế. Cả hai tự hỏi rằng liệu có câu trả lời thỏa đáng nào cho những băn khoăn của họ không? Tuy nhiên, có một điều cả hai chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ lãng quên đôi mắt đỏ ấy cho đến suốt cuộc đời. Trái ngược với những phán đoán của viên cảnh sát rằng câu chuyện đó là hoang đường, thì trong tháng tiếp theo đã có những người khác bắt gặp điều tương tự, những sinh vật lạ giống như những gì cặp tình nhân trẻ đã thấy. Những người lính cứu hỏa tình nguyện đã thấy chúng khi làm nhiệm vụ. Họ mô tả đó là một con chim khổng lồ với ánh nhìn đỏ rực. Một sĩ quan cảnh sát cho biết ông đã bắt gặp một con vật giống chim, nhưng kích cỡ thì khổng lồ bất thường, với đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ đèn pin của ông. Một nhóm người bốc mộ vô tình nhìn thấy bóng dáng của một con chim lớn bay ngang bầu trời, được phản chiếu trên chiếc sẻng của họ. Nhiều người bắt gặp sinh vật ấy và chẳng mấy chốc, báo cáo đã được gửi về rất nhiều, xôn xao hết cả thị trấn. Câu chuyện cứ thế lớn dần lên. Cảnh sát trưởng cố trấn an người dân và đặt ra những giả thuyết rằng đó là một con sếu trên cát, với sải cánh dài đến 7 feet và xung quanh mắt nó có màu đỏ. Tuy nhiên, các báo cáo liên tục xuất hiện khiến mọi điều vượt ngoài tầm kiểm soát. Một số người cho biết nó có thể bay hơn 100 dặm một giờ. Những người khác nói rằng nó có thể xuất hiện và biến mất theo ý muốn. Một người đàn ông ở Salem, Tây Virginia cho rằng những hoa văn kỳ lạ đã xuất hiện trên màn hình TV của anh ta khi con vật này xuất hiện bên ngoài nhà và gây nên những tiếng động lạ vào ban đêm. Nhưng chấn động hơn cả chính là vào ngày 15 tháng 12 tại cây cầu treo bắc qua sông Ohio. Rất nhiều người đã nhìn thấy nó, một sinh vật khổng lồ có cánh đang bay trong đêm tối. Trùng hợp thay, ngay sau sự xuất hiện này, cây cầu ấy bất ngờ bị sập, dẫn đến sự thiệt mạng của 46 người. Vì kết luận cuối cùng
Nguyên nhân nằm ở kết cấu của cầu. Tuy nhiên, người dân lại truyền tai nhau, cho rằng sinh vật bí ẩn này là thủ phạm. Hoặc không, nó ít nhất phải có một sự liên đới nào đó. Vì không thể nào mọi chuyện lại trùng hợp như thế được. Sự xuất hiện bí ẩn này được biết đến với cái tên The Mothman, hay đơn giản là Mothman. Nhưng với tổ chức SCP, nó có một cái tên khác, SCP-2901. Và theo phát hiện của họ, không chỉ có một Mothman, mà là cả một loài. SCP-2901 được đề cập là một loài sinh vật ăn xác thối với trí tuệ hạn chế. Chúng có chiều cao trung bình là 1,7m với hai mắt lớn màu đỏ được bao phủ trong mô quang. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi những vảy nhỏ óng ánh, tương tự như những vảy được tìm thấy ở bướm đêm, bướm và các loài côn trùng khác thuộc bộ Lepidoptera. Chúng không bị ràng buộc bởi các quy tắc tiêu chuẩn về không gian hoặc thời gian và có thể di chuyển qua cả hai theo ý muốn. Điều này cũng khiến chúng di chuyển tức thời. Mặc dù sở hữu những năng lực phi thường như thế, nhưng chúng vẫn có thể bị hạn chế bởi vũ khí như súng cầm tay. Tuy nhiên, ngoài phương pháp đó, các phương pháp thông thường đều không mấy hiệu quả. Những khả năng độc đáo giúp loài sinh vật này ngày càng trở nên biến hóa và còn nắm bắt hơn. Sau lần xuất hiện đầu tiên ở Tây Virginia vào năm 1967, ngay trước khi cầu bạc bị sập thảm khốc. Kể từ đó, loài sinh vật này đã cố gắng tránh xa con người bằng một thông tin kín kẽ nhất có thể. Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục xuất hiện gần các địa điểm xảy ra nhiều thảm họa khác nhau. Có lần, chúng xuất hiện trước một số nhân chứng tại nơi mà khoảng một tuần hoặc một tháng tiếp theo sẽ xảy ra những điều tồi tệ. Bằng khả năng khứu giác kỳ lạ của mình, chúng có thể phán đoán được liệu đâu sẽ là nơi xảy ra thảm họa với số lượng người tử vong cao. Và một khi đã xác định được, chúng sẽ tiến hành canh giữ chặt chẽ ở nơi đó cho đến khi sự kiện không may xảy đến. Đặc tính lãnh thổ của sinh vật này rất cao và chúng luôn sẵn sàng chiến đấu nếu có bất kỳ điều gì xâm phạm. Thậm chí chúng sẵn sàng thay đổi hình dạng để gây tâm lý hoang mang, sợ hãi cho con người nếu chẳng may đi lạc vào lãnh thổ của chúng đang canh gác. Một khi thảm họa xảy ra, các cá thể SCP-2901 trong khu vực sẽ lùng sục người chết cho đến khi không còn thức ăn cho nó. Sau đó, chúng sẽ bị mất mãi mãi, không để lại dấu vết gì. Về cơ bản, SCP-2901 không thể được kiểm soát về mặt vật lý. Thế nên, thay vào đó, tổ chức SCP đã đưa ra các hướng dẫn phù hợp để có thể quản lý sự xuất hiện của các sinh vật này, cũng như cách ứng phó nếu bắt gặp chúng trong thực tại. Theo đó, các trường hợp liên quan đến SCP-2901 sẽ được giao cho lực lượng đặc nhiệm cơ động P5, còn được gọi là Twilighter. Nhưng đây không phải là fan club của bộ truyện tình cảm nổi tiếng về Macaron. Trong trường hợp người dân từng tiếp xúc với SCP-2901 đều phải được giải quyết bằng các thủ tục gây mất trí nhớ tiêu chuẩn. Đồng thời, những thông tin rò rỉ trên phương tiện truyền thông như mạng xã hội, YouTube hoặc tin tức địa phương đều sẽ bị thu hồi. Các đơn vị hiện trường đã được hướng dẫn tránh SCP-2901 trong mọi tình huống. Đồng thời, nếu có thể, hãy mang theo thiết bị di động có khả năng nhắn tin SMS, phòng trường hợp một trong những sinh vật sử dụng chức năng hủy âm thanh. Nếu một đặc nhiệm phải đối mặt với một cá thể SCP-2901 và không có cách nào để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp, thì có những bước cụ thể mà họ phải tuân theo để giảm thiểu thương vong. Đầu tiên, đừng cố gắng chạy trốn khỏi sinh vật vì nó có thể khiến bạn kích động và đuổi theo bạn. Thứ hai, giữ vững sự kiên định, tỉnh táo và duy trì giao tiếp bằng mắt, không thể hiện sự yếu đuối. Thứ ba, thể hiện sự đe dọa thông qua cách sử dụng quần áo để làm cho bản thân trông lớn hơn, kết hợp với kiễng chân và dang rộng hai tay. Tiếp tục bước này cho đến khi SCP-2901 mất hứng thú hoặc bị đe dọa đứng xuống. Nếu sinh vật đến gần, tuyệt đối không chạm vào chúng. Bạn có thể sử dụng những đồ vật xung quanh hoặc vũ khí để tự vệ. Mặc dù SCP-2901 không có xu hướng làm hại con người, nhưng bản chất biến động vị trí của sinh vật này trong không gian và thời gian khiến những tiếp xúc vật lý giữa chúng với con người khiến da bị dính lại với nhau. Và điều tồi tệ là sau khi chúng chạy trốn, điều bạn cảm nhận được còn lại chỉ là đau đớn và đau đớn thôi. Đau đớn một cách khủng khiếp. Hãy tưởng tượng bạn thử xé lớp da ra khỏi cơ thể mình. Tiếp theo, hãy lấy cơn đau đó nhân thêm nhiều lần nữa. Kết quả, bạn sẽ nhận được nếu tiếp xúc với SCP-2901 sẽ là như thế. Những hướng dẫn này không chỉ hữu ích với các nhân viên hiện trường của tổ chức mà còn với bất cứ người dân nào. Mong rằng những thông tin này có thể giúp bạn tránh được những tổn thương và đau đớn không đáng có. Ngoài ra, tôi có thể thêm một số thông tin cần cung cấp cho bạn. Những thông tin chưa từng được đề cập về bản chất của SCP-2901, về nguồn gốc của những thông tin này, tôi mạn phép không nhắc đến vì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của một số người có liên quan. Đó là sai sót từ bộ phận thu thập thông tin, kiểm duyệt và giải quyết. Nếu chi tiết về một hoạt động quản thúc được gọi là hoạt động ảnh của bác sĩ phẫu thuật, đây được xem như một chiến dịch thông tin công khai về bản chất của SCP-2901. Mục đích của hoạt động này không phải là để che giấu thông tin về SCP-2901 với công chúng, mà là để kiểm soát thông tin mà họ có quyền truy cập. Bản tóm tắt về phương pháp luận của hoạt động như sau. Sự tiến hóa hiện tại của SCP-2901 là tổng thể những nỗ lực của tổ chức trong việc thao túng sự tồn tại của nó.
Thông qua nhận thức của công chúng, SCP-2901 là một nhóm các thực thể thiếu một hình thức và mục đích gắn kết ổn định mà chỉ kết hợp lại thông qua sự hòa hợp, quan sát liên tục. Để SCP-2901 duy trì khối lượng vật chất ổn định, khoảng 75% dân số cần đó trong phạm vi 500 km cần phải tìm hiểu về khái niệm SCP-2901. Nó là gì và nó làm gì? SCP-2901 lần đầu tiên được phát hiện và phân loại là các thực thể cấp Heter không có sự ổn định cao. Chúng có khả năng tạo ra các tình huống cấp CK được bản địa hóa một cách ngẫu nhiên. Nghiên cứu sâu hơn về biểu hiện không ổn định của SCP-2901 là vô ích vì các nhà khoa học của tổ chức không biết rằng SCP-2901 sẽ thay đổi một cách vô định trong mỗi lần xuất hiện tiếp theo. Trong một cuộc đột nhập vào các khu dân cư dân sự trong khu vực Appalachian, miền Nam Hoa Kỳ, SCP-2901 bắt đầu dần dần cô đặc trở lại, trở thành một hình dáng kỳ dị khi nó tiếp xúc với con người nhiều hơn. Người dân bắt đầu đồng tình với ý kiến rằng SCP-2901 là một sinh vật hình người có cánh sẫm màu với đôi mắt đỏ lớn. Tương ứng, nhân vật trong văn hóa dân gian đã tồn tại từ trước. SCP-2901 cũng bắt đầu phát triển các hành vi săn mồi và các hiệu ứng âm thanh dị thường, được hình thành do nỗi sợ hãi hàng loạt tạo ra trong các cộng đồng xung quanh. Các nhà nghiên cứu của tổ chức đã nhận ra các tác động mà bắt đầu cô lập SCP-2901 càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, khi bị tước đi khả năng nhận thức thông thường, SCP-2901 bắt đầu có các biểu hiện không ổn định. Quyết định được đưa ra nhằm duy trì SCP-2901 ở trạng thái hoạt động có thể quản lý được thông qua quan niệm dân gian của con người rằng SCP-2901 là một sinh vật hữu hình của văn hóa dân gian địa phương, một Bigfoot hoặc quái vật hồ Loch Ness. Vụ sập cầu bạc năm 1967 và sự kiện SCP-2901 Appalachian trên thực tế không có mối liên hệ nào với nhau. Tuy nhiên, dư luận phản đối mạnh mẽ và từ đó SCP-2901 bắt đầu xuất hiện tại các sự kiện thảm họa khác trong tương lai. SCP-2901 có thể được xem là tiền thân của động vật nhặt xác, rằng chúng có nhận thức trước đó về sự kiện xảy đến. Nỗ lực quan trọng nhất hiện nay là dẫn dần đưa SCP-2901 trở thành khái niệm ngoan ngoãn và dễ quản lý hơn. Với một người luôn luôn hy vọng như tôi, thì khả năng Bigfoot và quái vật hồ Loch Ness tồn tại là điều có thể xảy ra. Niềm tin là một thứ mạnh mẽ, nó có thể định hình thế giới xung quanh ta theo những cách bất ngờ và dường như thậm chí có thể thay đổi bản chất của cả một chủng tộc sinh vật không chịu tuân theo các quy tắc và sự hiểu biết của con người. Trong vài năm tới, ai biết được những sinh vật này trông sẽ như thế nào? Nó hành xử ra sao? Hiện tại, nó là những kẻ nhặt rác có nhận thức trước những điều xảy đến, chờ đợi trong lớp vỏ loài người và tìm thức ăn thừa cho mình khi thảm họa đến. Tất nhiên, chúng không gây hại cho con người sống, nhưng cách chúng tồn tại khiến chúng ta khiếp sợ. Nếu bạn đang ở bên ngoài một mình và phát hiện ra một ánh mắt đỏ rực trong bóng tối, cùng tiếng lá xào xạc trong lớp sương mù đen, vậy thì hãy rời đi ngay lập tức. Bạn không nên ở đó dù chỉ thêm một phút nào, vì SCP-2901 chỉ tập trung đến một nơi mà chúng biết rằng chúng sẽ được ăn. Còn bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn như SCP-4434 cá lồng đèn. Bạn sẽ có thêm một trải nghiệm với đôi mắt kinh dị phát sáng ẩn mình trong bóng tối. Nhấn đăng ký vào bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.